Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Pacific Realty and Finance, chuyên mua bán nhà, tài trợ địa ốc, refinance với tiền lời thấp, no point, no cost, tận tâm, uy tín, đáng tin cậy. Lộc Nguyễn, 714-823-5529. Nguyễn Trường, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Leader Sài Gòn TV. Và chúng tôi có ở trên Facebook livestream ngay từ giờ phút này. Chúng tôi cũng có ở trên TV bình thường 14.2 và 56.10. Riêng trên mạng lưới Internet thì chúng tôi có ở trên LidoSaigonTV.com cũng như trên YouTube để coi lại, thì quý vị có thể đánh vào Lido Sài Gòn TV Official ở trên YouTube. Hôm nay là thứ tư, vui mừng gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cũng là ngày 25 tháng 10 âm lịch, gần tới Tết rồi. 25 tháng 10 âm lịch, tháng 10 rồi. Hơn 2 tháng nữa. Wow. Mà bây giờ nói cho nó nhanh nhất á, là còn có 22 ngày nữa thôi là tới Tết Tây. Có nghĩa là sắp sửa countdown New Year rồi. Chưa thấy ai bàn tính xôn xao năm nay mình đi countdown ở đâu, ăn mừng như thế nào để đón chào năm mới 2021 với hy vọng là một năm sáng sủa hơn là năm 2020 vừa rồi. Năm 2020 nó có quá là nhiều cái sự kiện, và đúng là Ngọc Lan nghĩ nó sẽ đi vào lịch sử với nhiều cái chuyện nó xảy ra quá. Gọi là năm con chuột ghê nhất trong lịch sử. Yeah. Quá là kinh khủng. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những thời gian tới đây. Tuy nhiên, cái bản tin đầu tiên mà Ngọc Lan và Nguyễn Trường muốn gửi đến quý vị đó là một cái tin không có được vui. Ngày hôm qua theo giờ ở Việt Nam thì nghệ sĩ Chí Tài đã qua đời đột ngột là do bị đột quỵ. Cái tin này gây nên một cái sự nói chung là sửng sốt trong tất cả những cái người mà hâm mộ, ái mộ nghệ sĩ Chí Tài. Anh là một cái gương mặt quen thuộc với lại cộng đồng người Việt, không chỉ ở hải ngoại mà ở khắp nơi trên thế giới. Cái sự ra đi, nhiều người sáng nay khi mà nhận được cái tin này còn ngỡ rằng đó là một cái tin vịt. Thưa quý vị, nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958 thì tính ra tới bây giờ là 62 tuổi. Tính theo giờ bên Việt Nam là buổi chiều ngày 9 tháng 2 thì nghệ sĩ Chí Tài bị đột quỵ. Mặc dù là được các bác sĩ trong nhà thương cấp cứu tận tình nhưng mà anh không qua khỏi. Cái sự ra đi của anh hay là cái tin mà anh đã qua đời đó thì trong giới nghệ sĩ rất là bàng hoàng. Họ nói rằng là không thể tin được một ngày trước đó nghệ sĩ Chí Tài còn rất là năng nổ hoạt động trong những cái lĩnh vực về văn nghệ, về sân khấu này kia, còn đi đóng phim. Mà qua ngày hôm sau thì nghệ sĩ Chí Tài đã ra đi. Những người thân cận nhất với nghệ sĩ Chí Tài là những người bạn diễn ở trên cùng sân khấu. Thí dụ như là nghệ sĩ Hoài Linh, MC Trấn Thành, Harry Wong, rồi rất nhiều những nghệ sĩ khác nữa thì đã đứng chờ ở ngay cái gọi là nhà quàng Nguyễn Tri Phương đó để mà chờ được xem cái xe đưa xác từ cái nơi mà anh bệnh viện mà anh mất đó tới cái nhà quàng đó. Và nhiều người nhất rất là nhiều người dân nữa cũng tò mò đứng lại để mà nhìn xem cái sự việc nó như thế nào. Sáng ngày hôm nay 6 giờ sáng khi mà tôi dậy đó thì tôi cầm cái điện thoại lên để coi như có những cái tin gì để mới sáng ngày hôm nay. Thì vừa mở ra là thấy nghệ sĩ Chí Tài qua đời, tôi tưởng là ai đang là chọc ghẹo vui thôi. Không ngờ sau khi mình coi những cái tờ báo á thì thấy rõ ràng đây là một tin thật. Thì xin chia buồn cùng với lại gia đình của anh Chí Tài. Rồi được biết là anh Chí Thiện, đài Radio Bonsa là anh của anh Chí Tài, là Nguyễn Chí Thiện. Rồi MC Minh Phượng là chị dâu của nghệ sĩ Chí Tài. Rồi trong gia đình thì còn nhiều người lắm mà nghe nói đó là sẽ đưa xác về bên Hoa Kỳ này để làm tang lễ. Cái đó không biết là nó trong cái thời buổi này thì cái chuyện đó nó có khả thi hay không. Thì trong thời gian qua có rất là nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại đã về Việt Nam để mà hoạt động trong cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Nhiều cái luồng ý kiến khen chê quanh cái chuyện này rất là nhiều, nhưng mà Ngọc Lan nghĩ giống như là người nghệ sĩ thì nơi nào có cái khán giả đông thì nơi đó là
họ phù hợp nhất trong cái việc mà phát triển nghề nghiệp của họ. Trở lại với lại tin tức thường ngày thì cũng những cái tin lớn là xoay quanh về COVID-19. Bởi vì nhiều người bắt đầu đã tỏ ra, mặc dù là cái lệnh báo động ở trên toàn tiểu bang California ngày hôm qua đó là lần đầu tiên cái alarm, thay vì trước đây mình cứ nghe cái tín hiệu đó báo rang lên là nào là bắt cóc, thường là bắt cóc trẻ con hoặc là có vấn đề gì, nhưng mà ngày hôm qua là trên toàn tiểu bang là đã có cái báo động về cái chuyện mà COVID-19 yêu cầu mọi người cần phải mang khẩu trang. Một cái điều mà bên những cái người, ngoài cái chuyện mà mang khẩu trang để mà bảo vệ cho chính bản thân chúng ta cũng như là những người xung quanh đó, thì còn có một cái điều nhắc nhở là về cái chuyện bảo vệ môi trường. Đó là đối với những cái khẩu trang mà xài, quý vị xài giống như xài một lần rồi bỏ đó, thì thông thường khi mình lột ra thì người ta vứt luôn vô thùng rác. Nhưng mà người ta nói trước khi mà mình vứt á, thì mình phải bứt hai cái cọng dây đó đi. Ngọc Lan, chính Ngọc Lan cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nói ủa tại sao mình phải bứt hai cọng dây đó đi. Thì họ nói mấy đứa trẻ con ở đây á, nó hiểu hết cái điều đó, nhưng mà mình người lớn thì mình không hiểu, là sợ rằng là khi mà nó trở thành cái rác phế thải ngoài đó, mà nếu họ đổ xuống biển, họ đổ đi đâu đó, thì những cái con vật á, lỡ mà nó dính phải nó thì cái sợi dây đó có thể buộc ngang cái cổ nó. Đó chính là lý do mà tại sao khi mà mình vứt cái khẩu trang thì mình phải bứt hai cái cọng dây. Nó từ cái chuyện này nó dẫn qua chuyện khác để thấy rằng là ở một cái xã hội mà văn minh đó, họ có nhiều cái điều mà họ nghĩ xa hơn là mình nghĩ, mà những đứa trẻ ở trường nó được học những điều đó. Đôi khi chúng ta người lớn, chúng ta đi qua cái thời đến trường ở Mỹ thì mình không có hiểu hết đầy đủ, cũng như anh Nguyễn Trường biết cái lúc mà California không có cho sử dụng cái ống hút á, ống hút nhựa. Bây giờ mình đi vào những cái tiệm nào, nhiều khi mình hỏi thì họ mới đưa, chứ trên tinh thần là họ không có đưa cái ống hút đó ra. Thì mới đầu Ngọc Lan cũng không hiểu, là mình chỉ biết rằng là không có xài ống hút là bởi vì là nó là nhựa và người ta đang muốn ngăn cản cái chuyện đó. Tuy nhiên sau này nó là cái lý do không xài là nếu cái ống hút đó cũng là vứt xuống, đổ xuống biển hoặc là gì đó, thì những cái sinh vật biển đó, nó có thể bị cái ống đó nó chọt vào trong cái cổ họng của nó. Đó là những cái vấn đề nó liên quan đến cái môi trường nữa. Liên quan tới môi trường đó thì những cái gì mà làm bằng nhựa thì nó lại mất thời gian lâu hơn để mà nó tự tiêu hủy. Ví dụ như là những cái bao đi chợ có mà bao ni lông đó quý vị, thay vì mình vo vo nó lại rồi mình quăng vào thùng rác đi, thì những cái đó khi mà ra tới bãi rác rồi người ta đem đi chôn ở những cái nơi nào đó thì mất tới 20 năm tới 30 năm cái bao đó nó mới bị tiêu hủy. Còn những cái bao giấy đó thì nó tiêu hủy ngay trong vòng vài năm đầu. Cho nên đó, những cái sự tồn đọng lại của những cái bao ni lông, những cái đồ làm bằng nhựa đó, nó mất thời gian lâu hơn để mà nó tiêu hủy trong môi trường sống. Cho nên bởi vậy người ta mới cố gắng giảm được chừng nào hay chừng đó những cái gì mà làm bằng nhựa. Tôi đi vào Starbucks bây giờ họ không có đưa cái ống hút bằng nhựa nữa, mà đưa cái ống hút nó bằng giấy hoặc là bằng tre gì đó. Nó cứng lắm, nhưng mà nó cũng là một cái ống hút, thì cũng đó là cũng là mình một cách là mình tham gia vô cái việc bảo vệ môi trường. Thì đó là tại sao. Nhưng mà Ngọc Lan nói nhắc đến cái việc mà khẩu trang mà đeo một lần rồi bỏ đi đó, thì thưa với quý vị, cho tới bây giờ không phải là những ngày đầu nữa của cái việc mà chúng ta phòng chống COVID-19, mà cho tới bây giờ nha, đi ra nhiều cái bãi đậu xe của những cái chợ đó vẫn thấy nằm la liệt đâu đó những cái khẩu trang. Tại sao lấy lột ra rồi thì mình không bỏ vào trong cái thùng rác trong xe của mình, hay là mình tới cái thùng rác ngay cái khu công cộng nào đó mình bỏ nó xuống, mà mình lột ra rồi mình quăng nó ngay xuống dưới đất vậy đó. Thì tội nghiệp cho mấy người đi lượm là một nè, rồi chúng ta xả rác ra làm mất thẩm mỹ, mất vệ sinh nữa. Cho nên lưu ý dùng cái vấn đề đó. Lột khẩu trang ra, kiếm cái thùng rác quăng vào, đừng có quăng đại ra đất vậy. Nhiều khi đẩy cái xe đi chợ mà thấy la liệt đâu đó một vài cái khẩu trang, thấy nó ghê ghê sao á. Đúng, nhìn nó rất là sợ. Rồi chưa kể là nhiều người rất là kỹ, họ kỹ cho bản thân họ. Ví dụ như họ mang cả bao tay đi chợ, nhưng mà ra rồi đó, lột bao tay, lột khẩu trang rồi vứt, nhiều khi vứt trên xe, rồi vứt ở dưới đất nữa. Mà sẵn nói về cái chuyện xe cũng vậy, khi mà đi ra đó,
thì mình kiếm hoặc là cái chỗ mà người ta để những cái xe đó thì mình đẩy vào, còn không thì nên để làm sao để không có cản trở cái lối đi hoặc là những cái xe khác. Bởi vì nhiều người không hiểu, ví dụ như họ chỉ đẩy ra rồi cái kéo cái xe để ngay sau đít xe của người khác nữa, hoặc là nhìn không ai để ý đó, để vô giữa hai cái xe đang đậu ở đó đó, để vô chính giữa đó rồi đi ra đi chỗ khác. Những cái chuyện như vậy đó thì lâu lâu mình cùng nhắc nhau để mà mình sống cho nó văn minh hơn một chút. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần quảng cáo.